Hello, xin chào. Hôm nay tiếp tục mình sẽ chơi cái màn 76 nha các bạn. Là mình sẽ nói những cái hình trùng khớp với nhau nha. Bên đây là một chú khỉ bịt hai mắt lại. Thì chắc đây là mình nói xuống hai con mắt nha. Bịt tai thì mình nói là cái tai, bịt mũi mình nói là cái mũi. Yeah, đúng rồi. Màn tiếp theo nha. Màn tiếp theo là đây là những cái biển cấm, cấm nghe điện thoại nè, cấm hút thuốc lá đây, rồi tiếp là cấm vứt rác bừa bãi nè, cấm chạy xe đạp, đúng luôn. Yes, tiếp theo nha, cái này tôi nói ba hình trùng khớp với nhau luôn nha. Chú hề nè, chú hề đạp xiếc. À, nói lên chú hề phải nói với cái đạp xiếc nè đó. Còn cái này là cái cần cẩu phải nói với cái chú công nhân này bảo hộ, mặc áo bảo hộ nữa. Còn cái này xe cứu thương là phải nói với khẩu trang nè đó, xe cứu thương phải nói với cái khẩu trang và con virus. Quy Đây là chú hề, đúng rồi, chính xác luôn. Rồi số 5 là nói với năm ngón tay, một bàn tay 5 ngón. Số 3 thì nói với ba ngón tay. Số 2 thì nói với hai ngón tay. Yeah, chính xác luôn. Rồi bây giờ mình nói trùng khớp nha. Ôi, con mèo khóc thì với mặt khóc. Chu mỏ thì nói với con mèo chu mỏ. Cái mèo cười thì nói với cười. Hai trái tim thì nói với cái mặt hai trái tim. Đây là quả núi. Núi thì nói với núi. Bãi biển, cây dừa thì nói với cây dừa. Đúng rồi. Đó, là cũng ở bãi biển. Cái này là tàu hỏa với tàu hỏa, cái này là trò chơi. Tàu lượn và đu quay. Yes! Chính xác luôn. Đồng hồ. Ủa? Sai. Cây kiếm đó, kiếm nè, kiếm với kiếm, kiếm với kiếm nè. Đồng hồ, đây là đồng hồ điện tử, đồng hồ treo tường và đồng hồ cát. Đúng rồi, còn đây là lịch, lịch để bàn, lịch coi ngày, đồng hồ cát. Yes, đúng luôn. Người ta, người ta, cô gái. À, cô gái nói với cô gái đi. Rồi cái này là giống như là người trung tuổi nói với người trung tuổi rồi. Cái này người trẻ tuổi nói với người trẻ tuổi, đúng rồi. Phải không? Yes! Đúng luôn. Cái này là để lên đặt lên cái hình trùng khớp. À, cái này là đau đầu quá. Cái này yeah. Cái này dừng lại. Dừng lại để làm gì? Dừng lại là không còn làm gì nữa hết, là dừng lại. Ồ, màu tím, màu tím, màu cam, màu cam. Xanh lá cây với xanh lá cây. Yeah, chính xác luôn. Xuống là xuống, lên là lên. Ồ, ngang là ngang, lên là lên, lên là lên. Chỉ qua là mũi tên, chỉ qua luôn. Đơn giản quá, quá đơn giản luôn các bạn ơi. Rồi con thỏ với con thỏ, con ngựa với con ngựa. À, con ngựa thì nói với cái đầu ngựa, con khỉ thì nói với đầu khỉ, con lợn thì nói với cái đầu lợn, còn heo thì nói với đầu heo, thỏ thì nói với thỏ. Đúng luôn. Quá đơn giản, quá đơn giản, cực kỳ đơn giản. Wow, cái này là cái gì? Bánh mì với cà phê à? Phô mai. Cái này làm gì ta? Wow, đúng luôn. Cái này chưa hiểu, chưa chưa có hiểu gì hết mà nói vẫn đúng luôn. Tao À, con giỏi quá. Ủa, cái này là cái gì? À, lật hình. Mình chơi lật hình giống nhau. Wow, wow, hai con ma. Hai con ma một mắt một cái. À, bộ xương, bộ xương, bộ xương đó. Vua nè nói với vương miện nè.
công nhân là phải cứu hộ với chàng trai này. Đúng luôn. Nãy giờ đúng hết luôn. Buồn ngủ là ngủ. Buồn ngủ hả? Này nhiệt độ nè, tiền nè, ham tiền á. Biểu tượng ham tiền đó là biểu tượng tham tiền á. Đồng hồ với đồng hồ, mũi tên với mũi tên, số với số, trái tim với trái tim. Wow, đúng luôn. Chiến thắng luôn. Cánh tay thật với cánh tay robot, người máy với người thật, chân robot với cái chân Người máy. thật, người máy. Wow, á tô màu à. Wow, tô màu cái đầu bạn khỉ. Cái này chơi cũng lộn xộn, vừa tô màu vừa tìm hình rồi vừa nối hình. Nè, trái banh nói với cái khung thành, mũi tên. Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp theo ma cà rồng kìa, ma cà rồng với zombie, zombie luôn, zombie luôn. Con heo, ba cái đầu heo, ba cái đầu heo. Ngựa nè, con ngựa nè. Đó, ngựa sư tử. Wow, yeah, ngựa hình tròn, hình tam giác và hình nhật. vuông. Yeah. Đợi con chiếu chuyện thơ. Cây dù, cái lều và cái cây dừa. Yeah. Hay quá các bạn ơi. Cái này là, wow, bánh mì. Cái này là rau cải. Cái này là quả trái cây cherry. Đúng không? Chính xác, tiếp tục. Cái này sao ta? Lửa với ngọn nến phải không? Nước với cái giò nước. Rồi ánh sáng. Cái đó này giống như là gió vậy nè, sáng như sét đi. Còn con diều với gió. Đúng rồi, đúng rồi. Sao? Đây nè, nguyên bàn tay xòe ra để làm như thế này. Đây nè. Không phải rồi. Vậy. Như vậy. Hình như cái này với cái này nè. Còn cái này với cái này. Rồi bây giờ là hai người, một cô gái, rồi tới một chàng trai, tới một chàng trai, tới hai người hình hình à, yeah, như là cái biểu tượng cái bóng vậy đó. Chú hề thổi kèn ha. Thỏi kèn thì chú cứ mở ra đây nè. Đó, đúng rồi. Còn còn cái nào nữa ta? Cái miệng cười này với này hả? Không phải. Con đang nói vậy với đâu mà không được. Này chắc là người kiểu như là người bị cận thị vậy đó. Còn cái này với cái này. Đúng không? Cần này. Kéo xuống đây. Ý, sai rồi. Sai rồi. Không phải, không phải. Đúng rồi, yes.
Cái này màu xanh thì lên đây màu xanh đi. Đỏ. Ê, cái này xếp theo màu thôi, đơn giản quá. Cứ màu xanh lên màu xanh, màu đỏ xuống ô màu đỏ. Ok. Ba giọt nước, 5 giọt nước và 1 giọt nước. Ok luôn, chính xác luôn. Trời ơi, công nhân mặc áo bảo hộ nè. Bác sĩ thì mặc áo blue trắng nè. Còn đây là nhà thám tử mới mặc áo tròn cho nó kín. Trời ơi. Đây, một quả tim. Le lưỡi ra. Qua, xì khói ra luôn. Chiến thắng rồi. Các bạn ơi, trò chơi của mình xin tạm dừng tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Bye bye.